Nói tên đi, là gọi xin tên cho nó dễ, về ở đây có nhiều cô chú rồi anh chị cũng lớn tuổi hơn Thắm đấy. Thì là Thắm xin được chia sẻ cái câu chuyện là mình bị virus viêm gan B dương tính ấy cả nhà. Thì trước khi mà mang mang bầu cái bé thứ hai ấy, thì mà mình cũng không có bị nhiễm cái virus này đâu. Nhưng tới khi trong quá trình mang bầu bé thứ hai ấy, thì đi xét nghiệm mà những cái lần mang thai bình thường không phát hiện ra cả nhà. Tới khi mà bắt đầu là lên ca mổ, mình phải mổ cấp cứu ấy, mổ đẻ cấp cứu ấy ở bệnh viện, ngoài bệnh viện mà y học cổ truyền ngoài Hà Nội ấy, thì cái lúc này mới phát hiện ra là mình bị có virus viêm gan B dương tính nhá. Thì lúc này ấy, bác sĩ bảo là khi mà sinh ra ấy, trong cơn chuyển dạ ấy, thì là sẽ lây nhiễm sang con. Sinh con ra ấy, cần phải tiêm cái mũi huyết thanh viêm gan B mà của Bỉ ấy cả nhà, là 2,2 triệu một mũi đấy. Đấy thì là trong suốt cái quá trình mà khi mà sinh con xong đến khi mà bé được 3 tuổi là mình vẫn bị bình thường. Nhưng đến năm mà năm năm 2019 ấy, thì bắt đầu là cũng có được chị Nguyệt, chị Bùi Thúy Nguyệt giới chia sẻ cho mình cái combo Wellness đấy cả nhà. Thì mình có ý định là mình sinh một bé nữa, vì là hai bé kia là hai bé gái ấy, là mình sinh thêm một bé nữa. Thì mình có sử dụng cái combo Wellness, cái thứ nhất là để mình điều trị, để mình cải thiện cái sức khỏe ấy. Là cái vấn đề mình sinh mổ mà sau khi sinh mổ là nó bị thoái hóa rồi, hay đau nhức xương khớp ấy, thì mình dùng trải nghiệm. Sau đấy là mình dùng để mình thấy có nhiều người chia sẻ là sử dụng cái combo Wendy ấy, thì là cái sức khỏe sinh lý vợ chồng nó cải thiện ấy, thì mình sử dụng để mình canh luôn, mình canh để mình sinh em bé thứ ba này luôn ấy. Đấy là nghĩa là mình chọn giới tính cho con ấy, thì là mình sử dụng cả vợ cả chồng. Thì tới khi mà mình sử dụng được, bắt đầu là từ tháng 6 đến khi tháng 10 dương là mình bắt đầu có bầu em bé thứ ba. Thì là khi mà mình đi xét nghiệm thì đã không có virus nữa. Và tới khi mà mình mổ ấy, mình mổ vào tháng 7 ấy, mùng 1 tháng 7 ấy, thì xét những cái lần xét nghiệm tiếp theo đến mùng 1 tháng 7 cũng không có virus nữa, và cũng không cần phải tiêm cái mũi huyết thanh viêm gan B cho bé nữa. Đấy, thì là loại bỏ hoàn toàn virus luôn. Mình sử dụng viêm gan, nhưng mà trong cái quá trình mà cái lúc mình canh để sinh bé đấy nhá, thì là cái tháng 7 âm lịch, thì là vào tháng 8 dương thì mình canh, thì là không đậu thai, phụ thai hai vợ chồng canh nhưng mà không đậu ấy. Thì xong thì là mình tăng cường thêm tảo, vì là mình canh theo tháng mà, vừa theo tuổi vừa theo tháng luôn. Thì là mình đến tháng 8 thì là mình bỏ không canh. Thì là tới khi đấy là mình tăng cường thêm tảo đỏ, nghĩa là tăng cường thêm một viên tảo đỏ thôi. Thì đến tháng 9 âm ấy, là chuẩn bị chuyển sang cuối tháng 9 âm là sang tháng 10 dương của mình rồi. Thì khi đấy là mình đậu thai, lúc đấy đậu thai cũng không biết cơ. Thì suốt trong quá trình mang bầu là có đi xét nghiệm các thứ, cũng làm kiểm tra gan luôn. Vì là thường thường là mình sẽ đi khám kiểm tra gan định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, xem là cái virus đấy nó hoạt động như thế nào. Đấy, thì làm đã không không có virus viêm gan B đấy cả nhà, loại bỏ hoàn toàn luôn. Đấy, câu chuyện của mình xin hết ạ. Tuyệt vời ạ, cảm ơn chị Thắm. Và khi chia sẻ thêm một chút mọi